Công an huyện Châu Thành đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Minh Hiếu sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú ấp Tám Sáng, xã Đông Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, hiện nay đang ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy. Vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 1 tháng 1 năm 2024, đội cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành phối hợp công an xã Vĩnh Hòa Hiệp tiến hành kiểm tra nhà của Hiếu. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện thu giữ 4 bịch ni lông trong suốt. Bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng dạng rắn không đồng nhất và một số dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận chất tinh thể màu trắng trong 4 bịch ni lông là ma túy đá, được Hiếu mua của một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch ở bến xe miền Tây với số tiền 5 triệu đồng về để sử dụng.